Chào các bạn đã đến với kênh video của William Minh Phương. Đây là mẫu hoa sen, nền tranh nha các bạn. Đây là nền tranh hoa sen A4 nha. A4 là 20x30 cm. Bề nền rất là cứng nha. Rồi, đây là giấy màu khách soạn theo yêu cầu của khách. Giá là 5k một tép như thế này, một tép một màu, một tép 50 sợi như thế này. 5.000 nha các bạn. Rồi. Đây là nhíp. Nhíp nhọn bên Phương. Giá là 40k một nhíp, rất là nhọn, mũi nhọn để chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh những cái chi tiết giấy tạo đường nét nó đẹp nha các bạn. Máy xoắn pin. Xoắn được giấy 3mm và 2mm nha các bạn. Đây mũi kim này. Đó. Và máy xoắn này kèm luôn pin, tặng luôn pin. Pin này là pin tặng nha các bạn. Khi hết pin thì các bạn có thể ra cửa hàng Bách Hóa ha, mua pin hát karaoke mà loại 9V mà là diện vuông á. Các bạn nào mà chưa biết cách sử dụng máy xoắn pin này á, thì các bạn lên kênh YouTube của Phương Willin á, các bạn gõ là hướng dẫn cách sử dụng máy xoắn pin ha, thì sẽ ra những cái video hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Phương. Các bạn nào muốn mua nguyên vật liệu để về để làm á, hoặc là ủng hộ Phương, thì các bạn cứ gọi hoặc là nhắn tin với số điện thoại 0399 490 940. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của Phương nha. Xin chào các bạn.